Hello và xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Manto đây. Thì ở video trước á mình có làm một cái vít hướng dẫn các bạn là nhiệm vụ rồi. Và trong những cái nhiệm vụ đó nó có một cái nhiệm vụ là đi tìm các loại trái cây rơi khắp đảo Kaya luôn. Nhưng mà mỗi người thì nó sẽ có một cái nhiệm vụ khác nhau á. Thành ra là tôi lấy cái những cái đích phụ của tôi tổng hợp lại để thành cái video này để giúp cho các bạn là nhiệm vụ trở nên dễ hơn. Rồi ok, thì đó là lý do tại sao mình không sử dụng nick chính nha. Tại nick chính của tôi làm xong rồi. Ok, thì còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Vô. Bây giờ tụi mình sẽ đi tìm những quả dưa lưới nha. Thì vị trí đầu tiên các bạn có thể dễ tìm nhất luôn á, đó chính là ở ngay đằng sau cái quầy sự kiện Fruit Festival các bạn. Thì nó nằm ở trên cái gốc cây này nha. Rồi, và số 2 thì nó sẽ nằm ở bên hông cái hàng bếp. Các bạn chạy tới cuối cái hàng cây này nè, thì em nó sẽ nằm ở đây, trốn rất là kỹ luôn á. Tôi khuyên là mọi người nên đi tìm buổi tối thì nó sẽ ok hơn. Và vị trí số 3 thì em nó sẽ nằm ngay chỗ cái đường ra bến tàu á, ngay chỗ cái bụi cây này nè các bạn. Hoặc là các bạn có thể nhìn cái view của mình nè, nó đứng gần cái chỗ Dubai á. Và vị trí số 4 thì em nó sẽ nằm ngay chỗ cái hàng bông trước cửa hàng Life Friend. Rồi. Và vị trí số 5 em nó sẽ nằm ngay trước cái hàng bông và nằm ở trước cổng trường. Các bạn sợ sao nhiều trước quá vậy. Và vị trí số 6 cũng là vị trí cuối cùng luôn, thì em nó sẽ nằm ở đằng sau cái sân bóng rổ kế bên hông trường học, đằng sau cái quầy ghế khán giả các bạn, thì nằm trên cây này nha. Ok, thì cái chày thì cái dưa lưới này chỉ có 6 vị trí thôi. Trái tiếp theo mà tụi mình tìm đó chính là những slam cam nha mọi người. Thì bạn nào nhận nhiệm vụ này thì chúc mừng nha, siêu dễ luôn. Ok, đầu tiên là các bạn hãy chạy chắc ngang cho tôi cái bụi cây ở trước nhà hát á, coi có không. Thì em nó sẽ thường ở đây là một quả. Ok, vị trí số 2 thì các bạn hãy tóc đi qua cái chỗ mà khu vui chơi nhỏ nhỏ ở trước cổng trường á, ngay chỗ cái xích đu này nè, có cái bụi cây, cụ thể là ở trước cái ngôi nhà me á mọi người. Thì nó sẽ có một quả ở đây nữa, nhưng mà lâu lâu nó mới xuất hiện thôi. Rồi, nếu như mà lỡ xuất hiện ở đây rồi thì các bạn hãy tông cửa vào ngôi nhà me luôn cho tôi. Chạy xuống tới cuối map, ngay chỗ cái gốc cây này, các bạn sẽ tìm được vị trí của cái quả thứ 3. Tuyệt chưa, tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Ok, và vị trí thứ 4 á thì em nó sẽ nằm ở bên hông trường học, ngay chỗ cái cây này nha. Mọi người chạy tới đây là thấy nè. Và vị trí số 5, không ai khác, không người nào xa lạ, chính là chị Kem các bạn à. Thiệt luôn, chị Kem đợt này cho thuê mặt bằng giàu quá. Rồi, thì ở đây là quả của vị trí số 5 nha. Ok, và cái vị trí số 6 của Slam Cam này thì nó sẽ nằm ở ngay cái gốc cây này, ở ngoài cái quán cà phê bay biển. Đó, ok, mọi người chạy tới đây là thấy. Rồi, xong, nói chung là cái này chỉ có 6 vị trí thôi, tuyệt. Nhà tôi hiện tại là đang hơi mua một tí, nhưng mà hy vọng là nó sẽ không quá ồn. Rồi, thì tụi mình sẽ bắt đầu với quả cherry đầu tiên trước nha. Thì ở ngay chỗ chị Kem thì tụi mình sẽ nhận được một quả nè các bạn à. Thiệt luôn là tôi không biết là ở cái mặt bằng này á là nhà phát hành mua bao nhiêu mà tận dụng rất là triệt để luôn á. Cái trái nào nó cũng xuất hiện ở đây hết. Ôi dồi, nhà tôi bắt đầu mưa lớn rồi các bạn ơi. Thôi kệ nó đi. Rồi, trái cherry số 2 thì các bạn hãy chạy lại bên hông cái hàng bếp nha. Đây là cái vị trí mà mình thấy rất là khó tìm luôn. Thật sự là phải đi tìm buổi tối thì mới để ý thấy, chứ buổi sáng là chịu luôn á. Ở cuối cái hàng này thì nhiều khi còn xuất hiện ra trái dưa lưới nữa nha các bạn. Nhưng mà ở đây thì có trái cherry nè. Rồi, nhớ lượm ở đây nha. Ok, quá tuyệt vời luôn. Trái số 3 thì cũng khá là dễ tìm. Nó sẽ xuất hiện ở ngay chỗ bên hông cái tủ điện thoại, cái đường mà đi vào ra vào khu camping đó các bạn, ở trên cây này nha. Đó, mọi người chạy lại tới đây là thấy à. Và vị trí cherry số 4 sẽ xuất hiện ở kế bên cái khu bắt cua bên hông trường học á các bạn. Các bạn chạy ra đây thì nó sẽ nằm ở đằng sau cái cổng upgrade á, thì mình sẽ view cái góc nhìn cho các bạn dễ coi nhất nha. Thì nó nằm trên cây này nè mọi người. Cái góc nào cho mọi người dễ coi nha. Đâu ta, cái này dễ coi chưa? À không, tôi sẽ quay đây. Đó, ở đây chỗ này ra mini. Rồi, và số 5 thì cũng nằm ở tại cái khu bắt cua này luôn. Các bạn canh cái ông mà challenge á, rồi các bạn chạy tới cái gốc cây này thì em nó sẽ nằm ở đây. Khá là cao mà không biết có hái được hay không. Thôi kệ, làm sao nhiệm vụ trước đi tính gì tính. Và trái cherry số 6 sẽ xuất hiện ở ngay quán cà phê. Cái chỗ này thì cũng có xuất hiện vài ba trái á, nhưng mà từ từ để mình chỉ tiếp nha. Thì cái trái cherry nó sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngay quán cà phê. Đó, tôi sẽ view cái góc cho mọi người dễ coi nhất. Rồi, ok, đó, nhìn thấy chưa, quá rõ ràng luôn. Yay, thật sự là ai xui lắm nó mới ra cái nhiệm vụ cherry nữa các bạn à. Kỹ nó hơi khó tìm á. Rồi, để tiếp tục chương trình thì bây giờ tụi mình sẽ đi tìm những tờ giấy công thức đặc biệt. Ok, và cái vị trí đầu tiên á thì chắc là ai cũng biết rồi. Thật ra nó khá là dễ tìm luôn, đó là ngay chỗ cái hồ bơi mà các bạn câu được sư bingo á. Ok, mọi người chạy ra đây là thấy nha. Nên đi tìm trong đêm nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Vị trí số 2 thì cái chỗ này thì không có ai để ý hết, nhưng mà tôi để ý. Nó sẽ nằm ở ngay trên cái máy ảnh, ngay chỗ cái chụp hình Fashion Star Runway này các bạn à. Đó, mọi người chạy ra đây và lượm nha. Đó, tuyệt vời.
Và vị trí số 3 thì cũng nằm kế ở đó luôn. Nhưng mà kiểu như cũng không ai để ý luôn á. Tôi thấy rất là dễ tìm luôn. Các bạn chạy lại đằng sau cái bảng Fashion Star Runway á, nó nằm ngay cái gốc cây này nè mọi người. Thì không ai để ý thiệt. Rồi vị trí số 4, số 4 chứ lộn, số 4 là số gì mấy bạn? Thì cái nó sẽ nằm ở trên cái bàn của cái quán cà phê ở ngoài bãi biển. Và số 5 thì em nó sẽ nằm ngay chỗ chị Kem, lại là phú bà, chị bán kem nữa rồi. Cái mặt bằng này là quá đắt đỏ rồi các bạn à. Chỗ cái loại hình nào bà này cũng kinh doanh được hết á. Rồi vị trí số 6 thì sẽ nằm ngay chỗ chú bán cá. Các bạn chạy ra đây thì em nó sẽ nằm ở trên ngay cái chỗ, ủa cái này là gì ta? Cái rổ à? Không, cái bột thôi chứ phải cái rổ nữa. Ừ, cái rổ của chú bán cá. Rồi, vị trí số 7 á, thì em nó sẽ nằm ở ngay chỗ ông chú bán xe đạp. Nó nằm ở trước đạp hát á các bạn. Thì vòng vòng trong khu plaza thôi, nhưng mà cái vị trí này thật sự là tôi không ngờ tới luôn á. Kiểu như là tại sao có thể nghĩ là được cái vị trí này. Rồi, vị trí số 8 thì sẽ nằm ở bên hông trường học. Các bạn chạy ra đây, chỗ này khá là dễ tìm nha. Ok. Và số 9 cũng là vị trí cuối cùng của những tờ giấy công thức đặc biệt luôn. Đó là ở ngay chỗ anh Thỏ đang nhảy múa tung tăng này nè. Ở cái chỗ tiệc nhà các bạn. Đó, thì chạy lại lượm đi, anh không có đánh đâu được, lo.